vứt đi một thứ của tờ lập tên cho ít một cái dài luôn. Em phải chỉnh, em phải chỉnh dần đấy chứ làm sao mà lúc vào trong luôn được. Em phải chỉnh xong em mới ra xe đúng không? Thì mọi người đá thử thế. Đúng rồi, cái đá này là bác phải đá thử đấy. Bởi vì em đá thì em đá quen rồi, không phải lúc nào. Anh đá này nhá. Thế thôi. Đó. Đến luôn. Là ngày xưa làm tay là nó cần phải làm chấn nhá. Đá thì đá chân. Đá mình đá bình thường thôi. Đưa chân là không? Con chìa khóa này thì bất kể là đóng lên hay mở xuống. Ăn xuống pha rồi nút mở khóa này cho em. Bất kể là đóng lên hay mở xuống nhé. Cái khóa này có cái đèn này khá không? Nếu mà thấy ba lần trên mình có thể bấm thêm không được, không sao cả. Không quan được. Đấy. Alo hả? Cô có đang nút nguyên bản nhá. Đấy. Thế này còn nút nữa anh này. Đây để em kép hết luôn cho anh.